Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món thịt heo quay lá mút mật nha. Thì mỗi ngày một món ăn, thì bây giờ sẽ làm cái món heo quay lá mút mật. Thì giờ nguyên liệu nó còn nè. Đây là một miếng miếng thịt heo ba rọi nha mọi người nè. Đó. Đây là muối nha mọi người. Đồ ngọt, hành, tỏi, ớt, lá mông mật, hạt và no. Cái này là bột quế nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hỗn hợp vô trong cái cối rồi mình xay nha mọi người. Cái nhuyễn đây mà nước nó rất là nhanh nha mọi người, nhanh thấm mà nó ngon nữa. Thường á sắc dẻ cũng được nhưng mà xay nó nhuyễn hơn, ngon hơn. Giờ cái đây là một phần mình ướp thôi, để khét đều rồi. Có hành, có tỏi, với lá mông mật. Cái vớ bỏ mình bỏ ít thôi cho nó có cái vị thơm thơm với cái lá mông mật, chủ lực là cái lá mông mật nha mọi người. Lá mông mật nhiều nhiều chút là nó ngon. Lấy cái xem cho nó thấm vô nha mọi người. Đỡ còn nữa. Đây mình ướp xong hết rồi mọi người, giờ mình đỡ khoảng tiếng hồ xong rồi mình đem đi quay nha mọi người. Bây giờ thời gian mình chờ thì đi nhúm lửa nha mọi người. Xong rồi bây giờ mình cũng ướp xong rồi, cả tiếng hồ rồi cũng bó rồi xong hết. Bây giờ mình sẽ đi quay nha mọi người. Đây lửa mình cũng nhúm xong rồi nha mọi người. Quay cho nó, mình cứ quay cho nó xăng cái thịt rồi lại hết, xong rồi chút nữa mình nó khô thì mình rét dầu ấy, chút nữa mình rét mật ong nha mọi người. Giờ chưa, giờ đỡ máu vô cho nó xăng thịt nè.
trở lại cái quay nha các bạn. Vậy này mình dùng máy mình quay gì? Đây là cái con pin nè, thì mình sẽ nói vô cái lỗ này và mình gắn một cái sợi thép nhỏ để mà mình đúc cho cái con mình dừng lại là mình quay nha các bạn, để cho nhanh đó. Thì thịt nó sẽ quay nó đều hơn nha các bạn, nó sẽ chín đều nó ngon hơn. Mình quay tay nó cũng lâu nên mình chơi mấy luôn nha các bạn. Thịt nó quay dần dần thì nãy giờ thịt nó không còn xanh ngọt các bạn. Khi mà thịt nó khô thì mình sẽ quét dầu nha các bạn, quét lớp ngoài cho nó ướt, nó khỏi bị khô. Mấy cái thịt nạc khô thì nó sẽ cháy nha các bạn. Mình sẽ quét một lớp dầu vô cho nó ướt, thịt nó khỏi bị khô. Đây là cục thịt nãy giờ nướng rất lâu nha các bạn, khoảng tiếng rưỡi, gần 2 tiếng á, thì nó không để vàng hết rồi. Bây giờ sẽ lấy ra và review thử nó ngon nha các bạn. Thì mời các bạn hãy theo chân mình để mà review cục thịt này nha. Nóng quá mọi người. Giờ mình cắt cái miếng nhỏ này thử nha. Còn đỡ miếng lớn nó lại đi. Cái này thịt này nó ít da quá mọi người, nó ít da. Miếng xương quay cũng đúng rồi, review thử cái món thịt quay lá mắc mập thử nha mọi người. Rồi cũng thử miếng thử coi đó. Thôi mời cả nhà thử miếng thịt heo quay lá mắc mật nha mọi người. Mời mọi người. Ngon mọi người. Có cái lá mắc mật nó cũng thơm thơm với lá quế đó ha, vô mùi nó rất thơm và nó rất ngon, thịt nó cũng mềm nữa chứ nó không có khô và không có khô mà róc đâu nha, thịt nó mềm mềm ăn nó béo béo ngày ngày ngon. Ông mời mọi người ra đủ combo 2 miếng nha mọi người. Mời mọi người. Cái thịt này á mà ăn với bánh mì hoặc là bánh hỏi, bánh tráng cuốn, còn tắm nước mắm chua ngọt thì nó cũng ngon lắm mọi người. Chứ vậy cũng kết thúc một video rồi, bây giờ làm cái hướng dẫn cho mọi người làm thịt quay lá mắc mật ha. Thôi nó cũng nói rồi, thôi bây giờ mình cũng chúc cho mọi người một ngày đầy sức khỏe nha. Thôi chào mọi người, cũng chuẩn bị cơm nước với gia đình. Chào mọi người.